Nhà đầu tư Qatar khởi động kế hoạch mua mu, hứa bơm tiền tấn cho Ten Hag. Các nhà đầu tư Qatar đang lên kế hoạch chi một khoản tiền khổng lồ để mua mu từ gia đình nhà Glazer. Họ cũng hứa hẹn sẽ hỗ trợ tài chính cho huấn luyện viên Erik Ten Hag để dẫn dắt câu lạc bộ trở lại đỉnh cao, theo source Mail tiết lộ. Các nguồn tin tiết lộ một nhóm các nhà đầu tư cá nhân giàu có trụ sở tại quốc gia hàng đầu về dầu mỏ đang rất phấn khích về việc Qatar tổ chức thành công World Cup 2022, nên đã nhắm đến mục tiêu mua một câu lạc bộ mà họ coi là viên ngọc quý của bóng đá. Họ sẽ đưa ra lời đề nghị cho Man United trong những ngày tới, trước thời hạn giữa tháng 2 do nhà Glazer đặt ra và tự tin rằng lời đề nghị của mình sẽ thổi bay bất cứ đối thủ cạnh tranh nào. Các chủ sở hữu của Man United lúc này đang tìm kiếm những lời đề nghị trị giá hơn 6 tỷ bảng cho câu lạc bộ và đủ năng lực chi một khoản tiền khổng lồ khác để tái phát triển Old Trafford hoặc dỡ bỏ địa điểm mang tính biểu tượng này để xây dựng một cơ sở mới hiện đại. Một dự án như vậy có thể tiêu tốn hơn 2 tỷ bảng Anh, nhưng đó không phải là vấn đề đối với tập đoàn tới từ Qatar một trở ngại tiềm năng là quyền sở hữu PSG của Qatar Sports Investments. Theo đó, một thực thể không thể cùng lúc sở hữu hai câu lạc bộ trong, cùng một giải đấu tại châu Âu, khi Man United và PSG có thể gặp nhau ở đấu trường cúp châu Lục. Tuy vậy, giá thầu cho Man United sẽ đến từ các nhà đầu tư cá nhân Qatar riêng biệt. Tổ chức này không hướng đến việc mua một phần của câu lạc bộ, mà muốn tiếp quản toàn bộ từ nhà Glazer. Những người trong cuộc đã tiết lộ rằng, nhóm tài phiệt này muốn sử dụng kiến thức thu được từ việc tổ chức World Cup để tiếp tục tìm kiếm và triển khai một dự án mới. Điều đó bao gồm việc trao cho huấn luyện viên Ten Hag một chiếc dương chuyển nhượng đầy tiền, cho phép ông cạnh tranh các bản hợp đồng với những câu lạc bộ giàu có nhất thế giới. Có những khoản tiền khổng lồ có sẵn. Những người này rất nghiêm túc. Họ muốn đảm bảo rằng Man United đang ở đúng vị trí của họ và họ tự tin rằng giá thầu đưa ra sẽ là tốt nhất. Họ muốn củng cố đội hình để đưa câu lạc bộ trở lại vị trí hàng đầu, nhưng họ cũng muốn điều này vì lợi ích của cộng đồng. Họ muốn xây dựng thành công giống như tại World Cup 2022. Họ nhận ra rằng Manchester United là câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới, là những viên ngọc quý và họ có một quyết tâm sắt đá để mua đội bóng và đưa nó trở lại vị trí xứng đáng, nguồn tin thân cận tiết lộ. Một cuộc đấu thầu thành công sẽ chứng kiến hai câu lạc bộ của thành Manchester ở hai phía đối đầu của Kình địch Qatar và Abu Dhabi. Nó cũng sẽ chứng kiến Man United thuộc sở hữu của Qatar đối đầu với Newcastle thuộc sở hữu của Saudi Arabia các nước láng giềng vùng vịnh là những đối thủ không đợi trời chung với nhau. Việc tiếp quản sẽ cần sự chấp thuận của Premier League và có thể vấp phải sự phản đối trong một khoảng thời gian do lo ngại về hồ sơ nhân quyền của đất nước Qatar. Tiểu vương Vương quốc Qatar, người đứng đầu chế độ quân chủ chuyên chế, Siktamim bin Hamad Al-Thani là một cổ động viên cuồng nhiệt của Man United và biết rất rõ về lịch sử của câu lạc bộ. Năm 2011, có thông tin cho rằng gia đình Al-Thani đã đưa ra lời đề nghị trị giá hơn. Một tỷ bảng cho United nhưng bị nhà Glazer từ chối. Cũng năm đó, họ mua 70% cổ phần của PSG. Mặc dù những gã khổng lồ của Pháp vẫn chưa giành được chức vô địch Champions League, nhưng nguồn tiền khổng lồ của Qatar đã biến câu lạc bộ thành một thế lực toàn cầu. Người Qatar phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm là Sir Jim Ratcliffe, người giàu nhất nước Anh. Những người khác cũng có khả năng đưa ra giá thầu như chủ sở hữu Ineos, vốn là một fan của Man United và là người đầu tiên công khai ý định mua câu lạc bộ chủ ngân hàng thương mại hoa kỳ ren người đang xử lý quy trình và cũng giám sát việc bán chelsea đã chia sẻ thông tin tài chính với các bên quan tâm trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo không có khung thời gian nào được thiết lập để hoàn thành thương vụ bán mu nhưng người ca ta rất muốn quá trình này nhanh chóng đi đến kết luận